Mới đây, Tòa án Nhân dân thành phố Hồ Chí Minh xét xử sơ thẩm vụ án dùng nhục hình và thiếu trách nhiệm để người bị tạm giam trốn đối với các bị cáo Võ Thành Đạt, 31 tuổi, cựu trung úy Công an quận 11, thành phố Hồ Chí Minh; Quách Bảo Lâm, 40 tuổi, phạm nhân đang chấp hành án phạt tù; và Lữ Hoài Thanh, 21 tuổi, phạm nhân. Bị cáo Võ Thành Đạt bị Viện Kiểm sát Nhân dân tối cao truy tố về hai tội là dùng nhục hình và thiếu trách nhiệm để người bị tạm giam trốn. Hai bị cáo còn lại bị truy tố về tội dùng nhục hình. Sau quá trình xét hỏi tại tòa, hội đồng xét xử đã quyết định trả hồ sơ điều tra bổ sung để làm rõ một số nội dung trong vụ án. Tại tòa, bị cáo Đạt thừa nhận hành vi phạm tội và tội danh mà Viện Kiểm sát đã truy tố. Tuy nhiên, bị cáo này cho biết có một số chi tiết trong cáo trạng nêu chưa đúng, như bản thân không có ý định trích xuất Triệu Quang Bình từ phòng giam ra ngoài để đánh đập, mà chỉ gọi ra ngoài để nhắc nhở vì Bình rất quậy trong phòng giam. Bị cáo Đạt cũng phủ nhận việc mình sử dụng gậy cao su để đánh Bình, mà chỉ dùng tay tát 3 cái vào mặt Bình rồi đưa lại về buồng giam. Đạt cũng giải thích cho Bình sau khi được nhắc nhở nhưng quay trở lại buồng giam vẫn tiếp tục quậy phá nên mới trích xuất tổng cộng 3 lần ra ngoài để tiếp tục nhắc nhở. Nhắc nhở nhiều lần mà Bình không chuyển biến, trong lúc nóng tính bị cáo đã đánh Bình, bị cáo Đạt khai. Hai bị cáo Lâm và Thanh tại tòa cũng thừa nhận hành vi dùng nhục hình và nhận thức hành vi đánh Bình là sai, nhưng do Bình quậy phá trong buồng giam nên trong lúc nóng tính đã không kiềm chế được hành vi. Tại tòa, đại diện nhà tạm giữ Công an quận 11 cho biết thời điểm đó, nhà tạm giữ Công an quận 11 được Công an thành phố Hồ Chí Minh giao là nơi tiếp nhận phạm nhân, người bị tạm giam của chính đơn vị quận, huyện trong thời điểm chống dịch COVID-19, cho nên số lượng người bị tạm giam về đây rất nhiều. Các cán bộ, chiến sĩ, quản giáo chịu áp lực rất lớn. Vị đại diện này cũng trình bày tất cả các phạm nhân từ nơi khác chuyển đến, trong đó có Bình, chuyển từ Công an quận Bình Thạnh qua, đều khám sức khỏe, và Bình khi đến Công an quận 11, sức khỏe bình thường. Về vật chứng của vụ án là một chiếc còng số 8, đại diện nhà tạm giữ Công an quận 11 xin được nhận lại. Theo cáo trạng của Viện Kiểm sát Nhân dân tối cao, ngày 24 tháng 2 năm 2022, Triệu Quang Bình đến Công an phường 27 quận Bình Thạnh đầu thú về tội trộm cắp tài sản. Do đang trong giai đoạn dịch COVID-19 nên Công an quận Bình Thạnh ra quyết định tạm giữ và đưa Bình vào cách ly tại nhà tạm giữ Công an quận 11. Theo phân công, Võ Thành Đạt là tổ trưởng trực quản giáo từ 7 giờ 30 ngày 26 tháng 2 đến 7 giờ 30 ngày 27 tháng 2 năm 2022. Do người bị tạm giữ là Triệu Quang Bình có biểu hiện bất thường, quậy phá trong buồng giam nên đêm 26 tháng 2 năm 2022, quản giáo Võ Thành Đạt đã 3 lần tự ý trích xuất các phạm nhân được thi hành án phạt tù tại nhà tạm giữ Công an quận 11 ra khỏi buồng giam để hỗ trợ Đạt giải quyết việc Bình quậy phá. Đạt cũng 3 lần tự ý trích xuất Triệu Quang Bình ra khỏi buồng giam để nhắc nhở. Qua các lần trích xuất, Đạt cùng Lâm và Thanh đánh lên người Bình khiến Bình tử vong. Theo kết luận giám định pháp y, nguyên nhân tử vong của nạn nhân Triệu Quang Bình là suy hô hấp do phù phổi cấp trên cơ thể đa chấn thương phần mềm cũ. Ngoài bị truy tố về tội dùng nhục hình, bị cáo Đạt còn bị truy tố về tội thiếu trách nhiệm để người bị tạm giam trốn. Cụ thể, khoảng 15 giờ 30 ngày 30 tháng 7 năm 2020, Đạt sử dụng xô bằng nhựa nhưng có quai sắt bằng kim loại, đựng khẩu phần ăn, đưa vào buồng A12 phát cho người bị tạm giam, rồi để xô trong buồng giam. Đến khoảng 1 giờ sáng hôm sau, chờ những người bị tạm giam cùng buồng đã ngủ, Nguyễn Vũ Thái tháo quai sắt của xô đựng khẩu phần ăn ra và bẻ thẳng thanh kim loại thành một đoạn dài khoảng 20cm, rồi dùng thanh kim loại cạy ổ khóa của cánh cửa song sắt lắp bên trong buồng giam, mở cửa song sắt, treo lên cánh cửa, dùng thanh sắt cạy quạt thông gió phía trên, cửa ra vào buồng giam. Khi ra được hành lang, Thái tiếp tục dùng thanh sắt vặn các móc nối hàng rào, leo lên nóc tầng 2 nhà tạm giữ. Nhìn thấy chốt gác số 2 không có người canh gác, Thái trèo qua nóc chốt gác rồi nhảy ra ngoài bỏ trốn. Sau khi trốn ra ngoài,
Thái về thăm vợ con ở phường Bình Hưng Hòa B, quận Bình Tân, thành phố Hồ Chí Minh, rồi đến tỉnh An Giang thực hiện nhiều vụ trộm cắp tài sản. Sau đó, Thái bị công an huyện Châu Thành, An Giang bắt và bị Tòa án Nhân dân huyện Châu Thành tuyên phạt 1 năm tù về tội trộm cắp tài sản. Quá trình điều tra, Đạt nhận thức được theo quy định thì quai bằng kim loại của xô đựng khẩu phần ăn là đồ vật cấm, không được đưa vào buồng giam. Đạt thừa nhận đã thiếu trách nhiệm trong việc sử dụng xô nhựa có quai bằng kim loại và để lại trong buồng giam, tạo cơ hội cho Nguyễn Vũ Thái lợi dụng tháo quai bằng kim loại làm công cụ phá khóa cửa buồng giam để bỏ trốn. Ngoài ra, Đạt cũng thừa nhận thiếu trách nhiệm trong công tác giám sát người bị tạm giam. Tương tự vụ việc, ngày 12 tháng 4 năm 2024, tại trụ sở Tòa án Nhân dân tỉnh Thái Bình, Tòa án Nhân dân cấp cao Hà Nội đã mở phiên xét xử phúc thẩm, tuyên bị cáo Phạm Quang Hùng, 56 tuổi, cựu đội trưởng, đội thi hành án hình sự và hỗ trợ tư pháp, phó trưởng nhà tạm giữ, công an huyện Vũ Thư, 9 năm 6 tháng tù. Trịnh Thanh Hùng, 45 tuổi, cựu phó đội trưởng, đội thi hành án hình sự và hỗ trợ tư pháp, công an huyện Vũ Thư, 8 năm tù. Và Nguyễn Trọng Giáp, 38 tuổi, trú tại tỉnh Thái Bình, cựu cán bộ nhà tạm giữ huyện Vũ Thư, 15 tháng tù treo về tội dùng nhục hình, quy định tại Điều 373 Bộ Luật Hình sự năm 2015, sửa đổi bổ sung năm 2017. Bị hại trong vụ án này là ông Bùi Văn Bích, 49 tuổi, trú tại xã Trung An, huyện Vũ Thư, Thái Bình. Trước đó, Tòa án Nhân dân tỉnh Thái Bình xét xử sơ thẩm tuyên phạt bị cáo Phạm Quang Hùng 11 năm tù, Trịnh Thanh Hùng 10 năm, Nguyễn Trọng Giáp 15 tháng tù. Bị cáo Trịnh Thanh Hùng sau đó có đơn kháng cáo xin giảm nhẹ hình phạt, Nguyễn Trọng Giáp kháng cáo xin hưởng án treo, đại diện bị hại cũng kháng cáo bản án sơ thẩm, đề nghị hủy bản án sơ thẩm, trả hồ sơ điều tra lại. Theo đại diện bị hại, các bị cáo phạm tội giết người. Bị cáo Phạm Quang Hùng không kháng cáo, nhưng do có kháng cáo của đại diện bị hại, nên tòa phúc thẩm triệu tập bị cáo đến tòa. Tại phần xét hỏi, phiên phúc thẩm, bị cáo Trịnh Thanh Hùng khai chỉ vì ông Bích la hét, tự gây thương tích cho bản thân, nên Hùng đã đưa ông Bích lên ghế thẩm vấn. Bị cáo không gây thương tích cho ông Bích. Sau khi đưa ông Bích lên ghế thẩm vấn, Trịnh Thanh Hùng báo cáo với Phạm Quang Hùng. Phạm Quang Hùng khai tại tòa, sau khi cấp dưới là Trịnh Thanh Hùng đưa ông Bích lên ghế thẩm vấn, đã báo cáo việc này và bị cáo đồng ý với cách xử lý của Trịnh Thanh Hùng. Theo quy định của pháp luật, chiếc ghế này được dùng để thẩm tra, lấy lời khai. Tại tòa, cả ba bị cáo đều đồng ý ngoài mức bồi thường tòa sơ thẩm yêu cầu. Mỗi bị cáo sẽ hỗ trợ thêm 20 triệu đồng cho gia đình bị hại. Hội đồng xét xử cấp phúc thẩm đã phân tích các tình tiết cho đại diện bị hại hiểu và xác định tòa sơ thẩm xét xử các bị cáo tội dùng nhục hình là đúng người, đúng tội. Trình bày tại tòa lần này, đại diện gia đình bị hại cho biết dù rất bức xúc nhưng gia đình xác định đánh kẻ chạy đi, không đánh người chạy lại nên xin giảm nhẹ hình phạt cho các bị cáo. Kết thúc phần xét hỏi, đại diện Viện Kiểm sát Nhân dân cấp cao nhận định ba bị cáo bị xét xử tội dùng nhục hình là đúng người, đúng tội. Tại tòa, đại diện bị hại không đưa ra được tình tiết chứng minh cơ quan tố tụng làm sai lệch hồ sơ nên không có cơ sở xem xét kháng cáo của bị hại. Chấp nhận đề nghị xin giảm án của đại diện bị hại, Viện Kiểm sát Nhân dân đề nghị hội đồng xét xử xem xét đây là tình tiết để giảm nhẹ án phạt cho các bị cáo. Đề nghị hội đồng xét xử tuyên giảm án cho Trịnh Thanh Hùng và Phạm Quang Hùng, mỗi người giảm 1 năm tù, bị cáo Nguyễn Trọng Giáp giảm 3 tháng tù. Hội đồng xét xử nhận định các bị cáo thừa nhận hành vi phạm tội, hành vi của các bị cáo là xâm hại đến tính mạng của người khác, cần có mức án đủ mạnh để giáo dục, cải tạo, răn đe, phòng ngừa chung. Hội đồng xét xử phúc thẩm xét thấy các bị cáo ăn năn hối cải, đã bồi thường một phần cho gia đình bị hại, được nhiều bằng khen trong quá trình công tác. Trước đó, ngày 28 tháng 12 năm 2023, Tòa án Nhân dân tỉnh Thái Bình xét xử sơ thẩm về vụ án trên. Tại phiên tòa, luật sư của bị hại và đại diện bị hại đề nghị hoãn phiên tòa để triệu tập ông Bùi Văn Chuẩn, người làm chứng,
vì ông Chuẩn cùng phòng tạm giữ với bị hại. Do đó, đề nghị hội đồng xét xử triệu tập ông Chuẩn đến phiên tòa nhằm làm rõ hành vi dùng nhục hình của các bị cáo. Tuy nhiên, hội đồng xét xử và đại diện Viện Kiểm sát Nhân dân cung cấp nhận thấy toàn bộ lời khai bằng văn bản của ông Chuẩn đã rất rõ ràng. Nếu cần thiết, hội đồng xét xử sẽ công bố lời khai của người làm chứng. Do đó, không cần thiết phải hoãn phiên tòa, vụ án được tiếp tục đưa ra xét xử. Tại phiên tòa, khi đại diện Viện Kiểm sát vừa kết thúc phần công bố cáo trạng, thì đại diện bị hại cùng nhiều người tham dự phiên tòa đã rời khỏi phiên tòa vì cho rằng cáo trạng đã bỏ lọt tội phạm và chưa nêu đúng sự thật vụ việc. Tuy đại diện bị hại đã bỏ về hết, nhưng hội đồng xét xử cho rằng việc đại diện bị hại tự ý rời khỏi phiên tòa là tự đánh mất quyền lợi của mình. Phiên tòa vẫn được tiếp tục. Theo cáo trạng, bị can Bùi Văn Bích bị tạm giam tại buồng giam số 6, nhà tạm giữ công an huyện Vũ Thư cùng bị can Nguyễn Đức Chuẩn. Trong thời gian bị tạm giam, sức khỏe của Bùi Văn Bích bình thường, chấp hành nội quy nhà tạm giữ, nhưng khi làm việc với cơ quan tiến hành tố tụng, Bích không nhận tội. Ngày 24 tháng 1 năm 2022, sau khi nhận cáo trạng truy tố về tội môi giới mại dâm, bị can Bích về buồng tạm giam và có hành vi la hét, chửi bới, kêu oan, cởi áo quần, đập đầu, đập mặt vào tường, đạp cửa buồng tạm giam. Cán bộ nhà tạm giữ đã động viên, giải thích, yêu cầu Bích chấp hành nội quy, nhưng Bích chỉ thực hiện được vài giờ đồng hồ, sau đó lại tiếp tục quấy phá. Quá trình động viên do Bích không chấp hành, Phạm Quang Hùng đã dùng tay tát, vả vào đầu, mặt Bích mỗi lần vài cái. Cuối tháng 1 năm 2022, các bị cáo Phạm Quang Hùng và Trịnh Thanh Hùng đã nhiều lần dùng nhục hình với bị can Bùi Văn Bích bằng cách cho bị can này ngồi lên ghế và khóa chân, tay, bỏ tại sân tắm nắng ở buồng giam số 6, nhà tạm giữ công an huyện Vũ Thư. Sau quá trình bị hành hạ trong thời gian dài, do bị bỏ ngoài sân dưới trời rét đậm, nên ông Bích bị viêm phế quản nặng dẫn đến suy hô hấp. Ngày 20 tháng 2 năm 2022, ông Bích tử vong.